Xin chào tất cả các bạn. Thì từ bài trước thì chúng ta đã tìm hiểu về Swing với một cái dự án đơn giản là Hello World và chúng ta cũng đã khởi tạo được dự án rồi. Thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Singleton và Prototype ở trong Spring. Thì Singleton và Prototype là hai mẫu thiết kế thuộc nhóm khởi tạo. Đây cũng chính là những khái niệm cốt lõi nhất trong lập trình nói chung và Spring nói riêng. Tuy nhiên trong bài này thì mình sẽ chỉ đề cập đến phạm vi của Spring thôi. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về Spring và Prototype nói chung, các bạn có thể tìm đọc cuốn Làm chủ các mẫu thiết kế kinh điển trong lập trình nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần khởi tạo module. Chúng ta sẽ cần khởi tạo một module có tên là Singleton Prototype. Nếu mà bạn chưa biết khởi tạo module thế nào ấy, thì bạn có thể tham khảo bài viết trước nhé. Thì đây mình đã tạo sẵn cái module Singleton Prototype rồi. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về Singleton. Thì mặc định khi mà Spring khởi tạo ấy, thì nó sẽ khởi tạo đối tượng dạng Singleton. Ví dụ khi chúng ta có khai báo một lớp Singleton thế này. Đây, bạn lưu ý rằng cần phải có cái component annotation nhé. Thì Spring sẽ chỉ tạo ra một đối tượng duy nhất cho lớp Singleton Service mà thôi. Thì bạn có thể kiểm chứng thông qua việc in thông tin đối tượng của Singleton ra màn hình. Đó, ở đây mình sẽ lấy mã nguồn ở đây. Paste vào cái lớp Singleton Prototype Startup này và mình có thể chạy nó. Thì kết quả mà mình nhận được ấy là hai cái lớp Singleton Service này có hai đối tượng Singleton Service này có cùng thông tin. Đó, thì nó thể hiện rằng là Spring chỉ khởi tạo một lần thôi, cho dù bạn gọi get bin bao nhiêu lần thì nó chỉ khởi tạo một lần thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về prototype. Thì nếu chúng ta muốn tạo một lớp prototype, nghĩa là cứ mỗi lần chúng ta sử dụng Spring thì sẽ Spring sẽ khởi tạo một đối tượng mới cho cái lớp này. Và chúng ta có thể sử dụng cái annotation scope với cái giá trị là prototype. Thì ví dụ chúng ta có thể tạo ra một lớp prototype service như sau. Đó, ở đây chúng ta khai báo một cái lớp prototype service với scope là prototype. Thì bây giờ mỗi lần chúng ta lấy ra một đối tượng prototype service thì nó sẽ khai báo mới cho chúng ta một đối tượng. Thì chúng ta có thể in ra thông tin để thấy được rõ hơn. Đó, thì mình sẽ thay vào đây. Và khi mình in ra thì như bạn có thể thấy là thông tin của hai cái đối tượng này là khác nhau. Một cái là F và một cái là A4 này. Đó. Thì prototype được Spring tạo ra thế nào? Thì để trở thành chuyên gia về Spring ấy, thì chúng ta cần biết sâu hơn một chút về cách mà Spring hoạt động. Và cụ thể ở đây là việc mà nó tạo ra prototype thế nào. Thì chúng ta sẽ thay đổi lớp prototype service thành như sau. Ok, mình sẽ thay đổi lớp prototype service. Okay. Đó. Ở đây thì mình sẽ tạo comment cái lớp này đi. Ok, khi mà mình khởi tạo cái prototype service này, cái hàm tạo cho prototype service này, mình sẽ đặt cái breakpoint ở đây và mình sẽ chạy ở chế độ debug. Thì lúc này chúng ta có thể thấy được ở trong cái màn hình debug rằng là đầu tiên thì cái hàm get bin được gọi này thì nó sẽ gọi đến các cái lớp để resolve cái tên của bin này. Sau đó thì sẽ gọi đến các cái object bin factory này để mà khởi tạo đối tượng này. Sau đó thì Spring sẽ tìm đến cái lớp strategy này để mà tìm ra cái lớp simple, cái đối tượng của lớp simple Initiation Strategy này để nó gọi khởi tạo ra cái prototype. Và cụ thể đây thì là dùng Java Reflection. Đó. Thì chúng ta có thể thấy bên trong rằng Spring đang sử dụng thứ nhất là Factory Design Button để đóng gói việc khởi tạo đối tượng này, sử dụng Strategy Design Button này để lựa chọn đối tượng khởi tạo ra prototype. Thứ ba nữa dùng Reflection để khởi tạo prototype. Đó là cách mà Spring khởi tạo một cái đối tượng prototype cho chúng ta.
thì khi nào nên dùng Singleton và khi nào nên dùng Prototype. Thì để biết khi nào nên dùng Singleton và khi nào nên dùng Prototype với Spring ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện việc đo hiệu suất thì là rõ nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một lớp data như sau. Thực ra cái việc tạo ra một lớp data này cũng không có nhiều tác dụng lắm, chủ yếu là mình muốn demo cái việc gọi hàm thôi. Và cái gọi hàm này cũng không có nhiều tác dụng, chỉ phục vụ cho mục tiêu demo, để mình không muốn thấy cái lớp này nó quá là vô nghĩa. Ok, chúng ta sẽ tạo như sau. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cách thông thường để chúng ta khởi tạo các prototype bằng toán tử new này. Ở đây thì mình đã có mã nguồn rồi, mình đã comment, bây giờ mình bỏ comment đi, mình sẽ trở lại cái lớp prototype circuit như cũ. Sau đó mình chạy thì kết quả mình nhận được là sẽ là Singleton hết tầm 80 giây này, prototype hết tầm 60 giây này. Thực ra kết quả này nó cũng khác biệt nhau lắm. Ok, vậy đối với cách thông thường thì cũng dùng prototype hay Singleton là cơ bản là đều như nhau. Nhưng tuy nhiên bây giờ khi chúng ta dùng Spring thì sẽ thế này. Mình sẽ thay cái mã nguồn này đây vào trong cái này. Thì ở đây mình sẽ chạy. Thì kết quả nó sẽ tương đối là khác biệt đấy. Thứ nhất là Singleton hết 118 ms này và prototype hết 1445 ms, tức là 1 giây rưỡi. Thì có thể thấy rằng ấy, là việc mà chúng ta sử dụng prototype đối với Spring ấy là rất là chậm. Nguyên nhân của việc này là đến từ việc là Spring sử dụng Java Reflection để khởi tạo đối tượng, cộng thêm những cái quản lý về thuộc tính ở bên trong ấy, những cái thuộc tính về property ở bên trong ấy, thì cũng làm cho chậm này. Chúng ta có thể quan sát thông qua cái Visual VM cho trực quan này đó. Thì chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng là cái việc mà sử dụng Singleton với Spring là tốt hơn. Như vậy thì chúng ta nên lựa chọn Singleton đối với việc là sử dụng Spring. Ok, đến đây là hết rồi. Thì về sách tham khảo chúng ta có thể tham khảo cuốn Làm chủ các mẫu thiết kế kinh điển cho lập trình, và các bạn có thể nhập mã giảm giá Tech10 để được giảm giá 10% nhé. Để tổng kết lại, chúng ta đã tìm hiểu về Singleton, tìm hiểu về Prototype, tìm hiểu một cách mà Spring tạo ra Prototype, và chúng ta đã thấy rằng mình nên sử dụng Singleton hơn là Prototype đối với Spring. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái video này. Để nhận được thêm các kiến thức bổ ích, các bạn có thể đọc các bài viết của Techmaster trên Facebook, xem các video của Techmaster qua YouTube. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể đăng ký để nhận được thông báo về các video mới nhất nhé. Và các bạn cũng có thể chat qua Techmaster qua Discord. Thì hôm qua cũng đã có những câu hỏi đầu tiên được gửi về Discord, thì mình rất vui khi được trả lời các bạn. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.